Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hot Bóng Đá TV. Chúng tôi rất vinh dự khi là nơi cung cấp đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, nhanh nhất, chính xác nhất về bóng đá trong nước và quốc tế. Rất mong được sự quan tâm và yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về bóng đá nóng bỏng nhất. Vô địch World Cup, người dân Argentina đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Hàng trăm nghìn người dân Argentina vỡ òa đổ ra đường ăn mừng khi đội nhà giành chức vô địch World Cup 2022 với những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau 36 năm kể từ khi Diego Maradona và đồng đội giành chức vô địch thế giới, đội tuyển Argentina giành lại chiếc cúp vàng ở một kỳ World Cup chói sáng của Lionel Messi. Khoảnh khắc Gonzalo Montiel thực hiện thành công quả luân lưu quyết định, cả đất nước Argentina bước vào một lễ hội. Theo báo chí Argentina, chỉ vài phút sau khi trận chung kết World Cup 2022 kết thúc, hàng trăm nghìn người dân quốc gia Nam Mỹ mang theo cờ mũ, áo thi đấu với hai màu trắng xanh, mang tính biểu tượng cho đất nước đã tràn ngập đường phố thủ đô Buenos Aires và nhiều thành phố khác trên cả nước. ESPN dẫn lời một cổ động viên nhí 13 tuổi tên Santiago, thật không thể tin nổi, rất nhiều khó khăn, nhưng đội bóng đã làm được nhờ có Messi. Cậu bé hét lên vui sướng khi cùng gia đình theo dõi trận chung kết ở ngay trước căn nhà cũ của Diego Maradona tại Buenos Aires. Tại Rosario, quê nhà của Messi và Angel Di Maria, những cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Argentina trong trận chung kết, người hâm mộ vui mừng khoác vai nhau tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Đội tuyển quốc gia đã gắn kết mọi người lại với nhau. Bạn có thể thấy người hâm mộ câu lạc bộ New Wales Old Boys và Rosario Central ôm nhau cùng hát vang. Đó là điều tuyệt vời nhất, Nahue Cantezo, 21 tuổi, nói. Với chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu, có thể nói rằng đây là một trận chung kết hấp dẫn nhất và nhiều cảm xúc nhất từ trước đến nay. Sau những giây phút căng thẳng, dường như không gì có thể ngăn cản được sự phấn khích của người dân Argentina với chiếc cúp vàng vô địch thế giới lần thứ 3 của đội tuyển bóng đá nam và cũng là lần vô địch đầu tiên của ngôi sao bóng đá Lionel Messi. Đáng lẽ chúng tôi có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng, nhưng như mọi khi, chúng tôi đã phải chịu đựng những giây phút khó khăn nghẹt thở. Nhưng một khi bạn vượt qua được khó khăn thì niềm vui sẽ nhân lên gấp bội. Tiến lên nào, Argentina! Lần cuối cùng Argentina vô địch World Cup là năm 1986 với huyền thoại Maradona trước đội tuyển Đức. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay có thể cũng chứng kiến số người theo dõi kỷ lục lên đến gần 5 tỷ người, theo ước tính của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA. Trước đó, đã có khoảng gần 4 tỷ người theo dõi các trận đấu của vòng chung kết World Cup 2018 tổ chức tại Nga. Sau trận chung kết World Cup 2022, không chỉ ở Argentina mà rất nhiều nơi trên thế giới, những màn ăn mừng chiến thắng của đội bóng xứ Tango đã diễn ra. Tiếc rằng trong đó đã xảy ra nhiều tai nạn đáng tiếc khiến không ít cổ động viên Argentina thiệt mạng. Đầu tiên là tại Argentina, báo chí nước này ghi nhận có một trường hợp mang cờ đi bão nhưng lại quấn cờ vào cổ. Khi di chuyển với tốc độ nhanh, người đàn ông này đã để lá cờ mắc vào bánh xe và siết vào cổ, sau đó anh ngã lăn ra và tử vong. Tai nạn rất đáng tiếc này xảy ra tại thành phố Bella Vista, giữa hàng ngàn người hâm mộ đang reo hò, khiến không khí bỗng trầm lắng. Theo cảnh sát, người này mới 22 tuổi và nguyên nhân tử vong là do bị ngạt thở. Một trường hợp đáng tiếc nữa xảy ra tại Argentina khi cổ động viên chết đuối trong lúc ăn mừng, một người thì qua đời vì ngã khi trèo cột đèn. Dường như người này muốn trèo lên cao để vẫy quốc kỳ nhưng không may anh đã trượt chân và ngã xuống, Lana On viết. Tại Ấn Độ, đã có nhiều cuộc đụng độ diễn ra giữa những người ủng hộ Argentina và Pháp, họ va chạm với nhau ngay sau loạt rút luân lưu. Cảnh sát ghi nhận nhiều vụ bắt giữ khi những nhóm người quá khích ẩu đả gây chấn thương cho nhau. Nhưng đây không phải là nguyên nhân dẫn đến một trường hợp tử vong. Daily Star cho biết Ahara Kuma, một thanh niên 17 tuổi, đã ngã xuống từ trên tầng cao chỉ vì ra ban công để hét lên ăn mừng. Có thể nói, nhiều cổ động viên đã bỏ mạng không đáng có vì những kết quả của đội tuyển Argentina. Trong thời gian đầu World Cup 2022, một người cao tuổi Bangladesh cũng đã mất mạng do bị đau tim khi chứng kiến trận Argentina gặp Saudi Arabia.